Dạ, cái phần này dễ thương lắm. Mình đoán cái tên nó là vai diễn á, nằm trong cái vở gì. Yeah. Làm sao Em nhớ đâu biết đâu. được, nhiều lắm á, Nha, hơi bị khó nhiều à. lắm. Nha, Bây giờ chị Hằng là người đoán hay là chị Hằng là người gợi ý? chị Ngọc gợi Ok, ý vậy chị Hằng nhắm mắt lại một tí xíu đi. À, nhắm mắt lại rồi. trời ơi, cái này hơi căng rồi nha. À, Dễ thấy chưa, thấy ơ ê a liền biết liền. cái nhân vật của chị một cái vai diễn xưa ngoáy đầu người ta mà đánh, chỉ có một cái thằng con trai bệnh khờ vậy đó, Rồi thôi khỏi nói tiếp. sao Tại điên vì cái vở này chị đã được đoạt giải Mai Vàng năm 97 rồi, xuất sắc vai là coi như nói là tuồng thì không phản nhớ. diện xuất sắc nhất mà. Là vai gì à? Cái vai này là của nhà soạn giả Hoàng Song Việt, Duyên Kiếp đó. Trời ơi, vậy đó mà nói không nhớ gì trơn á, chỉ nhớ năm nhận giải thưởng đồ, nhớ tác giả soạn giả hết. Và vai đó tên là, nhân vật tên gì ạ? Là vai bà Mùi. Yeah, đúng rồi. Mình có thể hát một cái câu trong cái Lương ơi ông trời ông không thương mẹ con mình trọn vẹn, thôi thì con đừng lo sợ, con còn có má đây. Má sẽ đem hết tiền tài danh vọng để đem về hạnh phúc cho đời con. Hay quá chị ơi, em Như bị nổi Như da gà. Dạ Như hay lắm luôn á. Hay Bây á. giờ sao mà tự nhiên em lại bóc ra ngay cái này nha. Dạ. Chứ chị nói thiệt á, chị cũng hạnh phúc lắm chứ bộ. Sao vậy? Cái thời gian mà chị Hai chưa ở bên nước ngoài, chị Hai chưa về là chị cũng được diễn cái vai này luôn á. Dữ vậy Nhưng mà không bằng chị Hai thôi, thật sự là không bằng, nhưng mà hung dữ thì chắc cũng được được. trời. Được, được, được ha, được, được ha. Tiếp theo ạ. À, mời chị ạ. Rồi. À nữa. Nhân vật này là đỉnh của chị luôn đó. Truyền hình, vai của một người chiến sĩ nha, chiến sĩ nữ, nhớ liền đúng không? Chị nha, rất là nhớ ơn chương trình rất là nhiều, chị cảm Ừ, ơn thấy chương thương trình quá Giải à, mã thích tri kỷ ghê. rất là nhiều. Dạ. Là tại vì sao? Suốt ba mươi mấy năm nay chị vẫn còn được khán giả nhớ đến kịch bản này và cái vai diễn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Người Không Cô Đơn. Wow, xuất sắc rồi. Em mời chị ạ. Trong cái nhân vật này của chị, cái lớp diễn của chị lúc trẻ là một cái nhân vật đẹp, vợ của một người rất là ngoài đời, ngoài ngoài xã hội thì không vừa dặn gì, nhưng mà sau đó chị lại trở tâm, chị gặp một người chồng không có được tốt đẹp nên chị sẽ tàn tạ người chồng đó. Anh Minh, anh khoan đi đã. Trời ơi, anh nhớ luôn kìa. Anh hãy ở lại đây với em vài giây phút cuối. Dù tình nghĩa chúng ta nửa đường giang dở, nhưng kỷ niệm của ba năm hương lửa vẫn còn đang mang chất nặng ở trong lòng. Hay quá, trời ơi trời. Đúng rồi đó. Tướng cướp Bạch Hải Đường. Trời ơi, cái tuồng đó em hồi xưa em nghe băng cassette. Trời ơi, bao nhiêu ký ức tuổi thơ nó ùa ập về. Và nhân vật trong Tướng Cướp Bạch Hải Đường, à, chị đóng vai gì ạ? Giai Nhung, Nhung. vợ của tướng cướp Bạch Hải Đường. Mà chị Ngọc quan trọng là chị Ngọc, cái tuồng nào của chị Hằng, chị Ngọc biết Đúng, hết. chị thần tượng lắm luôn á. Thương quá à, thương hai chị em quá à. Còn dở nữa. Em mời chị Ngọc biết cái dở đó không ạ? Biết rồi cưng. Dạ. Nhân vật này của chị em nhớ hình như là chị cũng quay truyền hình, lúc đó có em đi phụ với chị. Một vai của chị là vai một người chị hy sinh nhan sắc của mình. Em khỏi nói chị nhớ rồi. Là tại vì cái vai này nó rất là gọi là đã để lại cho cuộc đời của chị đến ngày hôm nay, đã được lòng khán giả thương yêu chị từ lúc năm 84. Chị đã đầu quân về cùng với lại đoàn của anh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Là chị đã đầu quân về đó và anh Vũ Linh đã tận tâm tập cho chị cái vai này, mà chị coi như là chị đã được sống lại cái vai trong nhân vật truyền thuyết về tình yêu, là Vai nhân vật vai đó tên gì ạ? Selim Bích Nương. Chị nhớ hết thiệt. Em mới Hay hiểu là quá. chị đã trân trọng vai diễn của mình như thế nào, trân trọng cái tình yêu mà khán giả dành cho chị như thế nào. Thật sự. Và một điều đặc biệt em phát hiện ra chị Ngọc, em thấy chị coi hết á, nó khẳng định lại một lần nữa là chị rất là yêu thương và tự hào về chị của mình. Đó là Đúng. tình cảm gia đình thật sự. Mình luôn tự hào về người thân của mình. Đó là điều mà em cảm thấy em rất quý, và em nghĩ là quý vị khán giả cũng sẽ cảm nhận được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái phần mà hai chị em sẽ
làm cho quý vị rõ hơn về mối quan hệ chị em, rõ hơn về con người của hai chị này. Đó chính là phần góc soi mói.